Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vừa tiến hành họp triển khai kế hoạch quản trị năm năm 2024, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu kế hoạch năm năm 2021 2025 tầm nhìn đến 2045 với công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau PVCFC. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của lãnh đạo PVCFC, trong 2 tháng đầu năm 2024, nhà máy Đạm Cà Mau vận hành an toàn liên tục, ổn định, công suất sản xuất các sản phẩm URE, NH3 lần lượt là 114,76% và 115,57%. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu 2 tháng đầu năm. Tổng doanh thu 2 tháng ước đạt trên 1.405 tỷ đồng, bằng 115 kế hoạch 2 tháng. Trong hoạt động đầu tư, năm 2024, PVCFC tiếp tục thực hiện 7 dự án chuyển tiếp và triển khai đầu tư 6 dự án mới, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư 12 dự án. Cùng với đó, PVCFC tập trung phát triển trung tâm nghiên cứu phát triển của phân bón Cà Mau tại Thạch Hóa, Long An. Định hướng nơi đây sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025, trong 3 năm từ 2021 đến 2023, PVCFC đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng sản lượng năm sau cao hơn năm trước, cụ thể, sản lượng ure quy đổi đạt trên 2.770.000 triệu tấn, đạt 61% so với kế hoạch 5 năm. Tổng doanh thu đạt 39,32 nghìn tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch 5 năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,79 nghìn tỷ đồng đạt 74% kế hoạch. Trong những năm còn lại của kế hoạch 5 năm và định hướng phát triển thời gian tới, PVCFC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thực hiện chiến lược đến năm 2025, làm nền tảng cho sự dịch chuyển, khai thác thế mạnh về mặt công nghệ nhà máy để tối ưu hóa và mở rộng sản xuất, mở rộng hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả của PVCFC qua 2 tháng đầu năm, đặc biệt là kết quả thực hiện 3 năm theo kế hoạch 5 năm đang đáp ứng nhiệm vụ tập đoàn giao, chủ tịch kỳ vọng PVCFC sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất. Để phân bón Cà Mau có sự phát triển vững chắc trong tương lai, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc Petro Việt Nam lưu ý vấn đề cốt lõi nhất, đó là đảm bảo nguồn khí ổn định lâu dài cho nhà máy, tiếp đến là thị trường. Trong đó, PVCFC lưu ý việc nghiên cứu, đánh giá kỹ về đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đây là một đề án quan trọng, sẽ cho phép giải quyết đồng thời ba vấn đề lớn đang đặt ra đối với ngành lúa gạo thế giới và việt nam tăng sản lượng lúa gạo tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu